cho anh hỏi tiếp đồng chí Phạm Xuân Trịnh là heo thịt đang ở cái độ tuổi là phát triển là từ 30 cân đến 40 cân. Cũng đang khỏe mạnh bình thường nhưng cũng có những cái con mà bỏ ăn không rõ nguyên nhân, thì cái cách điều trị của bên mình là như nào, thì thưa bác sĩ cho cái pháp đồ điều trị. Cảm ơn câu hỏi của anh Khổng Kiên. Thì kính thưa toàn thể quý anh chị em ấy, thì như các bạn đã biết rằng là cái việc mà chúng ta nuôi heo thịt ở trong chuồng nuôi ấy thì không thể tránh khỏi cái hiện tượng là nó sẽ có những cái cá thể nó bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hình dung là này, khi mà con heo ấy mà nó đã bỏ ăn ấy thì nó có phải có một vấn đề gì đấy viêm nhiễm, hoặc là nó có một yếu tố nào đấy bất thường thì nó mới bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Và nó theo một cái cơ chế là sưng, nóng, đỏ và đau. Vậy thì cái phác đồ tiêu chuẩn của chúng ta là đầu tiên là chúng ta phải tiêm hạ sốt này, thuốc bổ này, sau đó chúng ta tiêm kháng sinh chống kế phát thì chúng ta sẽ điều trị được. Tuy nhiên các bạn, một số lưu ý như sau khi chúng ta xử lý cái ca bệnh này. Đầu tiên là chúng ta phải đánh giá tổng đàn. Nếu mà trong đàn ví dụ như là có 50 con heo chẳng hạn mà nó bỏ ăn gần như toàn bộ thì có nghĩa rằng nó do, tức là bỏ ăn gần như toàn bộ hoặc là bỏ ăn số lượng lớn khoảng từ tầm 30% trở lên thì có nghĩa rằng là khả năng cao là nó do liên quan đến virus. Còn trong trường hợp mà trong 50 con nó chỉ cá thể lác đác một vài con thì có thể là nó bị cá thể là do vi khuẩn. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái phác đồ như sau này. Anh có thể dùng cái trợ lực siêu tốc anh tiêm một bên tai, sau đó thì anh dùng cái xếp phôn A cộng anh tiêm một bên tai. Thì gần như là sau một mũi tiêm thì con lợn nó sẽ ăn trở lại bình thường, và sau khoảng 3 mũi tiêm thì con lợn nó phục hồi hoàn toàn và nó sẽ trở lại với đàn và ăn uống bình thường. Cảm ơn anh Kiên ạ. Rồi, cảm ơn.